Laser diode, tiêu chí không dao kéo, giải pháp đột phá chấm dứt ác mộng sống chung với chỉ. Công nghệ tân tiến hàng đầu trong điều trị chỉ tại Thủ Quốc TCI. Triệt tiêu không đau, không chảy máu, vài giờ đi lại bình thường. Với laser diode, bác sĩ không sử dụng đến dao mổ hay bất kỳ thiết bị nào mang tính xâm lấn giống như các phương pháp điều trị truyền thống. Năng lượng laser diode trực tiếp đi vào búi chỉ, chặn nguồn cung cấp mạch máu nuôi chỉ. Kèm theo đó, các mô chỉ bị đánh xẹp xuống nên nhanh chóng co nhỏ và tiêu biến. Ngay sau đó, bác sĩ sử dụng thao tác tạo sợi dưới lớp niêm mạc, xử lý bỏ toàn bộ mô chỉ. Toàn bộ quá trình điều trị chỉ diễn ra chưa đầy 30 phút, không gây đau đớn, chảy máu. Chỉ vài giờ ngắn ngủi, bệnh nhân đã có thể ngồi dễ dàng, không đau tức và thậm chí đi lại bình thường. Tôi thấy là đối với cái phương pháp laser ấy, thì có một cái ưu việt rất là vượt trội so với các phương pháp khác. Đó là cái thời gian thì tôi cảm nhận là nó rất là nhanh, nó không bị kéo dài. Cái thứ hai nữa là cái tổn thương cái vết mổ ấy, thì rất hạn chế, rất ít, do đó là nó ít bị đau hơn và ít chảy máu hơn. Chính vì cái yếu tố là ít đau, ít chảy máu thì cái khả năng, tôi cảm nhận là cái khả năng bình phục sức khỏe của tôi nó nhanh hơn. Như các bạn thấy là gần như hôm nay là tôi đã khỏe hoàn toàn. Em cảm thấy rằng là rất là hài lòng bởi vì là quá trình cũng diễn ra rất là êm ái, không bị đau, em cảm giác rất là nhẹ nhàng. Nói chung là em chỉ biết nói lời cảm ơn các bác sĩ rất là tận tình chăm sóc. Từ 2 giờ cho đến 4 giờ thì coi là đã tương đối ổn định. Thì chiều nay nữa thì theo dõi từ nay đến chiều nữa thì được xuất viện thành công tốt đẹp. Tuyệt vời, không còn gì bằng nữa. Tại Thủ Quốc TCI, bên cạnh laser diode tối tân được ứng dụng trong điều trị, người bệnh thêm yên tâm vì có đội ngũ bác sĩ được đào tạo chuyên nghiệp, kinh nghiệm dày dặn, tận tâm với người bệnh. Bệnh nhân được chăm sóc tận tình, chu đáo trong suốt phẫu thuật cũng như hậu phẫu, không cần phiền đến người nhà. Comment inbox ngay để được tư vấn chi tiết và nhận ưu đãi tới 3 triệu.